Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với miền núi Tây Bắc. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên Cán Cấu Simacai các bạn ạ. Chợ nơi đây thì họp vào sáng thứ bảy hàng tuần nhé. Bây giờ Lượng sẽ mời các bạn cùng Lượng khám phá chợ phiên nơi đây. Ở khu vực này thì Lượng thấy họ bán khá là nhiều phong lan này. Em chào anh ạ. Phong lan này mình lấy trên rừng về anh. Vâng. Đẹp nhờ. Cái này gọi là lan gì đấy ạ? Tam bảo sắc. À, tam bảo sắc à. Cái này anh lấy về lâu chưa anh? Được một năm rồi. À, được một năm rồi. À, đẹp nhỉ. Hoa này nó nở được lâu không? Mấy ngày nó tàn? Hơn một tuần ấy. Hơn một tuần mới tàn à? Đẹp nhỉ. Cái này thì anh bán bao tiền? Cái này trang dưới. À vâng, cảm ơn anh nhé. Ở đây thì có bà cô cũng bán khá là nhiều phong lan này. Đây họ lấy trên rừng về họ trồng cái ngành cây này. Đẹp nhà cô nhỉ. Này lan rất là đẹp luôn này các bạn ạ. Còn ở khu vực này thì mình thấy những bà cô người Hơ Mông ấy, họ bán ớt này, củ kiệu này khá là nhiều nha. Hiện tại là tầm hơn 7 giờ sáng, tầm giờ này người dân mới bắt đầu đến chợ đông này các bạn ạ. Trên chợ thì đa số là họ bày bán những cái mặt hàng nông sản đặc sản họ trồng được với lại đào được trên rừng trên núi về mang ra chợ bán. Đây là những bà cô người Hơ Mông, họ trên mình những cái bộ trang phục truyền thống này rất là đẹp nhá. Cháu chào các cô ạ. Các cô ngồi bán lê này. Mua lê này cháu. Cháu chào cô ạ, nay bán được nhiều lê chưa cô? Mình lăn nhìn mình nhé. À vâng, nay bán được mấy cân rồi ạ? Nay bán được mấy cân rồi ạ? 2-3 cân nè, mỗi cân 10.000 đúng không ạ? Cháu chào cô nhá. Cô bán cái này là cái gì đấy ạ? Cô bột gì đấy ạ? À, đá vôi à? À, dùng đá trầu ạ. Còn cái này là mật ong rừng đúng không cô? Mật ong rừng này, người dân họ lên rừng lấy về trong vắt để vào những cái chai này mang ra chợ bán. Còn cái này là cái quả nho rừng này các bạn ạ. Để ngâm rượu nhá. Chú ơi, chú ơi, cái này chú bán bao tiền đấy? 3.500. À, yeah. Đẹp nhờ. Cái này làm mấy ngày mới được một cái này hả bác? Cảm ơn nhá. Ở khu vực này thì theo Lượng quan sát ấy, thì người dân họ bán rất là nhiều những cái mặt hàng nông sản họ trồng được mang ra chợ để bán này. Đây là khu vực đặc sắc nhất của chợ phiên Cán Cấu của Simacai này các bạn ạ. Anh chào em nhá, chào Dín nhá, nay đi chợ à? Dạ vâng ạ. Nay đi bán gì đấy, bán sâm à? Cái này là cái... Đây là sâm đá. À, sâm đá. Sâm đất. À, đây là sâm đất à? Vâng ạ. Củ to nhỉ em nhỉ? Dạ vâng. Loại sâm đá này là có thể chữa được bệnh gan à? Vâng, còn đây là tăng cường sức khỏe. À, cái sâm đá chữa bệnh gan, cái này tăng cường sức khỏe. Dạ vâng. Cái này em đào về à em? Không, là bà em đào. À, bà em đào, đào trên núi về. À. Củ to nhờ, em cầm lên cho anh xem. Wow, củ to chưa các bạn ơi. Củ rất là to nhá. Thơm lắm các bạn ạ, cái này ấy. Cái này mang về dùng để ngâm rượu để mình ngửi chân nhá. Thơm lắm các bạn ạ. Đẹp chưa? Cái củ kia to nhờ. Các bạn thấy này. Wow, tầm khá là lâu rồi mình không được gặp họ bán những cái củ sâm này ở chợ phiên trên khu vực đây. Chỉ là lâu lắm không có khách du lịch ấy, nên là họ cũng không đào vào cho chợ bán. Cái này mang về dùng để ngâm rượu này hoặc là nấu canh gà tuyệt vời lắm. Ôi Dín ơi, dạ. Em cho anh hỏi cái củ này thì nặng không? Củ này à? Ừ. Nặng 1 cân anh ạ. Nặng 1 cân à? À, cái củ sâm đá này thì 1 cân nốt. À, 2 củ sâm đất này 1 cân và 1 củ sâm đá này là 1 cân các bạn ạ. Vâng ạ. Này thì đào về lâu chưa hả em? Hôm kia đào. À, hôm kia à? Những cái củ sâm này các bạn có thể mang về để ngâm rượu này, nấu canh, hầm xương được hết nha các bạn ạ.
củ nó rất là to này, củ này củ già lâu năm á. Tôi thường nhiều nơi họ bán những cái củ bé bằng góc này thôi, mấy củ nó phải một cân đấy. Này mình gặp củ rất là to này các bạn ạ, thơm lắm, rất là thơm này. Các bạn ạ, những cái củ sâm đất này và sâm đá này thì nó mọc ở trên núi đá nhé, người dân đào về mang ra chợ để bán. Cái sâm đất này thì nó có rất là nhiều công dụng nha các bạn, nó tăng cường chức năng của các bộ phận ở não bộ này. Đấy các bạn ạ, nó chữa những cái bệnh thiếu máu này, ngăn ngừa ung thư này, chữa bệnh tim mạch này. Đấy, chống viêm này các bạn ạ. Chữa xương khớp này. Đấy. Và chữa bệnh dạ dày này. Các bạn ạ, còn những cái củ sâm đá này thì cũng có rất là nhiều công dụng nhá. Nó có tác dụng chữa những cái bệnh thiếu máu này. Đấy, xanh xao gầy yếu này, đau đầu này, mệt mỏi, đau lưng này, đau ngực, đau bụng này, viêm khớp này, mệt tiệt, đau kiểu là bệnh nhức mỏi chân tay này, tê liệt này các bạn, táo bón mụn nhọt này, nhỏ loét này các bạn ạ. Và trị những bệnh cao huyết áp này, phòng ngừa ung thư này, kích thích tăng kiểu ăn ngon này, chống co giật này, và là một cái loại thuốc giảm đau rất là tốt nhá, và chữa bệnh gan các bạn ạ. Này nó mát, nếu mà này mang về đun uống hoặc ngâm rượu nó mát gan này các bạn ạ. Đấy. Cái giống này nó thơm lắm nhỉ em nhỉ? Thơm á. Thơm mà. Thơm mà. Cái củ này không thơm mà cái củ sâm đá. Củ sâm đất anh thấy thơm hơn. Đúng không em? Củ thơm á. Có thơm gì đâu. Thơm này. Nó có cái mùi kiểu đấy. Đúng rồi. Cái này nấu canh gà này ngon đấy. Thơm chưa? Các bạn ạ, mình vừa mua 3 củ sâm này từ em Dín nha các bạn ạ. Mình mang về dùng để ngâm rượu, và một củ sâm đất kia mình mang về nấu canh gà nhé. Cái này thì bà em Dín đào trên núi đá về đấy. Đấy, giống này rất là hiếm nhá, thơm lắm các bạn ạ. Đây thì những bà cô người Hơ Mông ấy, họ bán những rau củ quả nông sản sạch khá là nhiều. Và cả cái hương này họ cũng tự làm thủ công mang ra chợ để bán. Mỗi một người thì họ có một ít những cái mặt hàng nông sản bày bán ở cái bàn này. Đây là cà chua họ tự trồng, trên vùng cao họ tự trồng ấy. Ngon lắm các bạn ạ. Còn đây là mật ong nè. Còn đây là tiếp tục là cái rau sạch thiên nhiên này các bạn ạ. Cho chào cô nhá, cho cháu quay video tí. Cái này cô lấy về lâu chưa? Chưa, cái này nó qua ấy. Qua mới lấy về à? Ừ, nhiều nha. Cái này cô rửa sạch rồi đấy. Bên này con to thế, con ốc này. Cái này của mình cô hay của mấy người đấy? Là hai người rồi. Hai người à? To thật. Ốc đá. Khu này họ bán ớt bột này, rất là nhiều cho chào cô ạ. Đây ớt vùng cao này, ớt này cay lắm mà ăn ngon các bạn ạ. Này ớt gió. Tuyệt vời các bạn ạ. Góc bên này họ chuyên về bán ớt luôn. Cho chào thím nhá. Cái củ tam thất. Củ tam thất này mấy củ một cân đấy ạ? À, tam thất này 17 đến 20 củ một cân. Mùa này không có củ to nhờ thím nhỉ. Rất là đẹp nhé. Còn đây là nụ hoa tam thất tươi này các bạn ạ. Các bạn ạ, đây là mắc khén này, một trong những cái gia vị đặc sản ở vùng cao Tây Bắc nhé. Còn bên này là những cái hoa hồi này, cũng là một cái gia vị đặc sản vùng cao. Đây là thảo quả này. À, nay có nhiều tam thất nhỉ? Vâng, nhiều. Này loại này bao nhiêu củ một cân? 18-20 củ ạ. À, 18-20 củ. Có củ to hơn à? Củ như củ này đẹp nhỉ? Nó tròn đẹp, ít rễ này. À, rất là nhiều này các bạn. Cái này là nụ khô này. Dùng để chữa bệnh mất ngủ, thiếu máu lên não này. À, củ này nó rất nhiều công dụng nhỉ anh nhỉ? Dùng để
tiêu viêm này, tàn u này, phòng ngừa ung thư này, dạ dày này, xương khớp này, nhiều lắm các bạn ạ. Đây là nụ hoa tam thất khô này các bạn ạ, đẹp lắm. Này người dân họ hái về họ phơi nắng ấy, phơi thủ công ấy. Này rất là tuyệt nha, mang về pha nước uống thì còn pha chè hoặc đun nước uống này để sử dụng an thần này, chữa bệnh thiếu máu lên não mất ngủ này. Mỗi lần pha các bạn chỉ cho vài bông như này thôi, nó nở lên. Đồng bào vùng cao hay mang về hầm gà, hầm xương này. Đấy, và nấu canh. Chợ phiên Cán Cấu thì đa số là người dân buôn bán những cái mặt hàng nông sản đặc sản dọc theo tuyến đường từ Bắc Hà nối liền lên Simacai là chủ yếu nha các bạn ạ. Và mùa này thì mình thấy họ bán lê, bán măng, củ kiệu và ớt vừng là nhiều các bạn ạ. Thì mình đi vào trong này xem họ có những cái mặt hàng nông sản đặc sản gì nữa. Ôi góc này toàn ớt thôi, để mình di chuyển ra chỗ khác xem họ bán gì. À đây là lạc này, lạc đỏ họ trồng ở trên nương ấy. Mùa này lạc cũng đến vụ thu hoạch rồi. Và tiếp tục ở bên này đường ấy thì mình thấy họ bán cũng khá là nhiều nông sản nhá. Mình di chuyển vào đây xem họ bán những cái mặt hàng nông sản gì. Bên này là có chị gái bán tổ ong này, mình tiến đến đưa các bạn đi tham khảo nhá. Em chào chị gái nhá. Ôi tổ ong đẹp nhỉ. Ui trời ơi nhiều nhộng thế. Cái này mình lấy về lâu chưa chị? Qua mới lấy à? Cái này ở trên cái cây cao ấy nhỉ? Ừ. Đây cũng là một tổ à? Sao ở đây phải bọc thế? Sao này phải bọc thế? Cái này thì nó chơi à, cái này là cái ấy tiểu tổ ong. À, cây tam thất non. Lúc đấy trồng à? À, cái lá nó sử dụng được không? Có chứ. Mang về nấu canh à? Mang về nấu cân. À. Là cân được, cái gì cũng được hết. À, cái này là củ non nó này đúng không? Vâng. Để mình đi sâu vào trong, em cảm ơn nhá. Vâng. Để mình đi sâu vào trong xem cái củ tam thất to để mình mua một ít về sử dụng các bạn ạ. Tam thất thì nó có rất là nhiều công dụng. Đi vào đây thì mình thấy họ bán ít sâm đương quy này. Sâm này củ nhỏ thôi các bạn ạ. Bé lắm. Chào các bà ạ. Em chào chị nhá. Bán nhiều ớt nhỉ. Cái này hạt rau cải à chị? À, đây hạt rau cải của người Mông vùng cao này. Tiếp tục lên trên khu vực này là khu vực họ bán một số nông sản và bán lợn con này, bán chó con rất là nhiều nhá. Mình sẽ đưa các bạn lên trên này tham khảo khu vực này nhá. Ở khu vực này thì lượng quan sát những bà cô người Hơ Mông ấy, họ bán cái cháu cô những cái trang phục thổ cẩm này và những cái túi thổ cẩm này, họ đang ngồi thêu những cái túi thổ cẩm này các bạn ạ. Đây. Họ bán rất là nhiều những cái túi thổ cẩm như thế này nhá. Đẹp lắm các bạn ạ. Tuyệt vời này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều nhá. Cái này là cái quả gì đây chị? Quả xoài. Xoài gì mà to này? Quả xoài tím này. Này mình lấy tận đâu về? Lấy Bát Sát về. Bát Sát về à? Quả này chắc là 2 cân đấy nhỉ? Quả đấy hơn cân thôi. Quả to này cơ mà. Quả này á? Ừ. Cân 6? 6. Thơm không? Có. Em ăn thử đi. Đây à? Đây này, nước quả xoài thôi. Ồ thật. Thơm à? Thích đi bạn mà. Chào cô nhá. Đấy, ông chú này thì kiểu lên rừng ấy, gặp ở chỗ này thì họ đào cả gốc đi mà nhà chợ để bán. Đây này, nó mọc này. Này còn non này các bạn ạ, này mầm nó đây. Tuyệt vời thật. Cái này mang về sử dụng thì tốt đấy. Này, đẹp lắm các bạn ạ, này họ kỹ buộc vào này. Đấy, cái này dùng để chữa bệnh, tuyệt vời. Này thiên nhiên đấy.
Em chào chị nhá. Cái này là dâu da rừng nha chị nhỉ? Vâng. À, mình là người nung hả chị? À, để chị gái người nung bán những cái quả dâu da này. Chào cô nhá. Chào hai mẹ con nhá. Đây là bánh gì đây em? Bánh ngô à? À. Bán bao tiền cái? 5.000 thôi à? À. Đây là ngô nếp ngô tẻ đây bánh này. À. Ngon đấy nhỉ em nhỉ? Mình vừa di chuyển lên khu vực họ bán lợn con này. Lợn con này thì họ bán rất là nhiều nha các bạn ạ. Lợn con thì họ cho những cái bao tải này xong rồi mang ra chợ bán. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Lợn này mình bán thế nào đây hả cô? Lợn bán thế nào đây ạ? 2.3 2.3 một con thôi à? Lợn đẹp nhờ. Chào em gái nhá, em đi mua gì đấy? Hay đi bán lợn? À, đi chơi à? À? Bên này là họ bán chó con này, để mình xem nay có nhiều chó con không nhá. Hai con này mình bán bao tiền nhỉ? 800 à? 800 một con à? 400. À, 400 một con đúng không ạ? À, đẹp nhờ. Con chó trắng này đẹp nhờ anh nhờ. Anh bán bao tiền con này đấy? 400.000 à? À, đẹp nhờ. Con đen này bán bao tiền đấy cháu? Ừ. Bao nhiêu? 800 ạ. 600 à? Thế còn hai con bên này bán bao nhiêu đấy? Con màu vàng 1 triệu ạ. À, đẹp nhờ. Ôi con bên này có con xù lông này đẹp thế. Con này của chú hả chú? Con này chú bán bao tiền đấy ạ? 1 triệu ạ. À, đẹp nhờ. Ừ, ngon thế. Tuyệt vời lắm các bạn ạ, chợ phiên ở đây thì vô cùng là mộc mạc này. Hôm nay thời tiết khá là nắng nên là cũng khá là bất tiện cho bà con trao đổi buôn bán hàng hóa ở nơi đây nhé. Họ phải đậy lại cho đỡ kiểu bị nhão những cái mặt hàng nông sản.